Đà Phật. Băng tâm ngẫu thừa nhàn theo đòi nghiêng bút luận bàn tục tiên. Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cúc cùng chuyên tu hành. Xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tình tánh lành trao triên. Gắn công trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tục ý tâm lìa cõi mê. Người lương thiện dắt về Tây Phan, giải khuyên những kẻ ngộ ngang, biết câu lục tự dinh đàn tớ ân. Ở trần xứ tròn nghĩa nhân, quyết làm tôi Phật gửi thân liên đài. Cầu cho mới đạo quăng khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần. Sớm về cõi Phật khi an thân, kéo kiếp đi phong trần dài gió vàng sương. Phật đài phương Phật mùi hương, cúi đầu đảnh lễ cậy nương đức màu. Từ bế quay lực nhiệm sâu, độ con thoát chốn ưu sầu trần ai. Nam mô Thích Ca Như Lai, ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh. Dưới đây lược tà sách kinh, cho trong nam nữ hữu tình thì coi. Lời lành của Phật truyền rồi, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà. Tiếng kệ từ bi quá dịu trầm, diệt lòng tham dòng diệt tinh âm. Trần gian sai đắm thiếu màu sắc, tình đồ thuyền trí dục mà tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần câu tàu, nghe rành chánh pháp thoát tà dâm. Phù sinh đời lão khổ, tình trí tu thân khỏi
lạc lầm. Hào quang chư Phật rọi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thường. Kiến chú nghĩ suy từ niết vô cố công, gìn giữ tánh thuần lương. Lòng quan ái xót thương nhân nghi chung bụi lô lăng, Phật giáo suy đồi kẻ tu hành ai đó ngồi, mà sớm kể chiều kinh thông thà. Mình đã gặp con thuyền bác nhà có lý đạo, ích kỷ tu thân Phật tổ xưa ấy còn ở trần. Ngài gắng sức ra công quăng qua nền đại đạo lưu thông khắp đi cả bậc tiên hiền đều trong Phật gia, rèn dân bằng giáo bình hòa, dòng bác ái gieo sâu vô tận. Sao nhằm buổi phong trào tân nghi tân đùa chèn theo vật chất khi văn minh, nên ít người khảo xét kệ kinh được dắt chúng hữu tình thoát khổ. Thêm còn bể lắm quen giống mà tố lời tà sư ngoại đạo gieo vào, cho nhân sanh trong già núng đau chẳng dình chặt gương xưa mạnh mẹ. Dùng thế lực dùng nhiều mánh khoe cam dỗ người đặng có kiến sai, chúng nằm không hưởng của quanh tài để cuốn khổ mặt ai trói kề. Mắt thấy rõ những điều tội tệ, tai thường nghe lắm dòng ru người. Thêm thời này thế kỷ xếp thần quyền cho người nhé dạ nghe qua mê mất, rằng nên ý dùng sức đi mạnh cạnh tranh được lợi quyền lại được gian danh, bài xích kẻ tu hành tác phước. Làng sống ấy nhiều người đó rước dục dân tâm mơ sôi nổi tràn trề, cố
tục nhà phi bán kinh chê, cho tôn giáo là mùi thuốc phiền. Ai niêm vào ắt là phải nghiện, chẳng còn lo trang vỏ đâu chinh. Lấy sắc ký thân dẹp nói bất kỳ bình, bỏ đức tính của câu nhân hòa. Dầu ai có bệnh gan sắc cây đá, cũng đồng mơ lòng trước cái cành ngựa nghiêng. Đạo diệu màu gặp lúc trưng chuyên, phần môn đệ phải lo dung quen. Tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, giới tính nữ thiện nam Phật giáo. Nên cố gắng trao thân y dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh Phật từ bi vô lượng. Đồng dẹp bớt âm thanh sắc cây tướng, lo chấn hưng ý Phật pháp mới là. Nói cho đời hiểu Phật Thích Ca, lòng tự giác xả thân tầm đau. Ta cũng chẳng hoàn toàn thông nghi thạo, nhưng phân cùng bốn đạo xa gần. Có một điều già trẻ ân cần, là phải biết nguyên nhân Phật giáo. Hồi thế lịch thời xưa, pháp giáo trường biệt lập tam thừa, thờ Trung Quốc nhà Châu chiêu đế. Bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La về, có đức vua tình phản nhân từ, khắp thần dân lạc nghiệp an cư. Trên chúa thần tôi ngay phò ta, đức kỳ hoàng hậu ma gia phong nhà, rất đẹp ở giường ngọc thuốc quý hoa cười. Một hôm kia em vẽ mặt vui tươi, đến trước bệ tâu cùng thanh thường, rằng thần thiếp nhờ ơn ý chung mơ hưởng, của hoàng gia cũng được cái vinh quang. Kể từ nay thiếp muốn an nhàn, dưỡng tâm trí lần xa thế trước, chẳng phiền kẻ hầu sao đón trước chỉ, trừ người ý hiệp mi tâm đầu. Xin
một điều ở chốn Y Long lâu, tập đức tánh khoan dung đại độ. Tránh tất cả những điều thô lỗ chẳng gần, kẻ bảo ngang tàng thiệp ma cuối đầu ngưỡng dòng thiên nhang. Phê cho thiếp những điều xin ấy, vua nghe xong dội vàng đứng dậy, bèn chuẩn y tỏ ý vừa lòng. Bà tâu thêm ai ở trước khi đền rồng, xin thánh thượng bao dung kẻ con. Lòng yêu dân dĩ như con đỏ tội dám tha, nghĩ đói giúp đi cơm tìm. Cứu dân nghèo trong lúc đi đào điên, lấy đứt rộng bủa trong mấy ba tanh. Vua hứa chịu giúp người đói lành, bà lui về cung điện nghỉ ngơi. Đêm trăng thanh gió mát thành thôi, tuyết hòa thuận khắp nơi hoa nở. Đức Ký Hoàng hậu trong lòng hắn ơi hở, giấc chim bao bà thấy lạ lùng. Bạch tượng từ ở chốn Y Không Trung, bỗng xa xuống mình bà hối hả. Giữa tỉnh giấc mơ tiên mới lạ, khắp phòng quê thơm nức mùi hương. Bà rảo chân bèn bước đi ra giường, truyền thi về thỉnh vua mấy lại đau. Vua y lời đến nơi qua thảo lại gần bà, sao rất kỳ quái kỳ. Tay chân bèn rung rẩy một khi, muốn quỳ xuống mắt giường tâm tôi. Tiên thần tiên trên không ca trôi, rằng ta mừng vua hữu thiện căn. Sắp có con thế giới chẳng bằng, sao người ấy lập nên đạo càng. Vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền phán cùng hoàng hậu Ma Giang: có việc chi vội vã dời ta, kha nói lại đầu đuôi tường tất. Bà thuật ghi rõ chim bao trong nguy giấc, xin vua dời ít kẻ nghĩ bàn dùm. Các thầy bàn được lĩnh vào cung, nghe xong xả tâu rằng đêm quý. Ngày thăm thoát đông quang
trổ sanh thai tử đẹp tươi. Mặt trăng nghiêm khi phất đi hơn người, vua cùng khắp thần dân mừng rỡ. Họ Thích Ca từ đây cũng ngỡ sẽ có người nối nghiệp hoàng gia. Liền đặt tên là Sĩ Đạt Ta, cả triều chính treo qua yến âm. Có nhà sơ cách thành mấy dặm, thường ở ăn mấy trong sạch hiện từ. Lòng thẳng ngay chẳng có gì tư, đời thanh tịnh dình theo đạo lý. Ông lại được thần tiên dẫn chỉ hiểu thiên cơ thấu mối diệu quyền. Ông là người Bà La Môn Tiên, A Tư Đà Tiên hiền tên Lào. Thời buổi ấy vua người đảo bèn vào chầu tàu trước bề rồng, xin vua cho ông bước vào trong được ý kiến tử hoàng luôn thầy. Ông xem xong bỗng liền xa lệ, vẻ mặt buồn chẳng thốt đi ra lời. Thấy lạ lùng vua bước đi đến nơi, liền phán hồi bảo ông phân rò. Trước cung điện ông liền bày tỏ rằng tử hoàng chừng được thành nhân, lìa đền đài khổ cực chẳng sờn, tìm đạo đi dắt diều sanh chung. Ngài sẽ được thế gian ý ca tụng, chắc ý phần Ngài qua Phật vẹn tròn. Buồn vì tôi tuổi lớn sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết. Ca hồng trần đau thương thống thiết, nhờ Ngài mà diệt nẻo luân hồi. Vô phước nên tuổi bấy phận tôi, chớ chẳng có điều chi lo ngại. Đức Ký Hoàng hậu đến ngày thứ bảy, dứt khi nợ trần nên dội quy tiên. Có bà gì thay thế mẹ hiền, dùm săn sóc trong nôm thái tử. Khi lớn lên cho người dạy chữ, lúc đi vào trường chẳng học mà thông. Buổi trưởng thành vua vẫn hằng mong, cho thái tử đừng lìa cung điện. Hồi triều đình các quan lựa tuyển, nàng vô gia được chọn kết hôn. Vua nghĩ rằng muốn tâm yên ổn, chọn cung phi
thành đài lộng lẫy đẹp to. Ngài ca múa đêm bài lơi làng, lòng thái tử cũng không siêu y ngã ra khỏi đền. Vô hoàng một khi buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tai nương gầy trông. Ngài xem qua lòng bèn cảm mơ đồng, lần thứ hai thấy kẻ ốm đau. Xét cõi trần trong giá yếu xào, chi xiết nổi nũng nào cõi tàm. Lần thứ ba xe lìa cõi trạm, được trông nhìn kẻ chết đi đang khiêng. Về đền đài cảm xúc buồn riêng, hằng để trí tầm phương dài thoát. Lần thứ tư vừa đi vào mát, bóng gặp người tốt đẹp trang nghiêm. Nào về đâu trời đã ứng đêm, giả tăng sĩ gửi lòng thái tử. Ngài hiểu rõ ấy là phận sự, phải xuất gia tầm đạo mau mau. Liền hoài xe ấy trở lại lai trào, xin vương phủ lãnh xa mùi thế. Vua buồn thảm dùng lời khóc kể, rằng cha già biết đi cậy nhờ ai. Khuyên con nên ở chốn điện đài, lo nói nghiệp sao tu chẳng muộn. Lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya trốn vào rừng. Lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xa sông pha bờ bùi. Ngày thơ ấy nên 19 tuổi, tâm đại nghĩ hùng cương quyết tu trì. Trải bao phen lao khổ xiết cơ chi, sao ngài đến rạch đi liền thuyền. Thấy có qua cảnh bắt khi tham thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy. Đào gần đất ba dương theo quay, dùng thần thông nghị lực dẹp tan. Ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn, và lần bước vô trương độ chung. Ngài bèn xét ghi ở trong Phật cơ chúng, cả chúng sanh đều có như ta. Bị vô minh vọng tưởng giải tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Lòng thương chúng thiết phương tình
dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai có chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dường. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát bề đồ dứt khi cuộc luân hồi. Sẽ khi cõi trần sống khổ và trôi, vô lượng thứ ở trong thế giới. Lời Phật thuyết ta xin nhắc cơ lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tục chỗ tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Cảnh ni thanh minh sen báo nặng mùi, nào ai rõ cái vui triệt đau. Vì phần ta rất yêu mến đạo, chẳng để chi trí xuyên tài sơn. Lấy lời xưa kết lại ít tờ, cho thiện tính rỗi nhàn xem xét. Dứt mê tâm dứt cơ điều hận ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành. Thường trao dồi chỉ hướng y cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giao. Đức Y Thích Ca từ xưa dạy bảo, khổ ta bà nhiếp lại tám phần. Bởi chúng sanh mạng lấy xác thân, khổ thứ nhất sự sanh là gốc. Vào bụng mẹ chúng quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù. Buổi mẹ đau quyết kiệt hình thô, lúc mẹ đói giường treo lòng bồng. Ta kể sơ những điều bi thống, mẹ nó cơm chật chọi khó khăn. Khi ra đời đau đớn vô ngăn, cất tiếng khóc nếm mùi dương thế. Đoạn lão khổ thứ nhị sinh kể, từ trẻ thơ đến tuổi thành nhân. Hết tráng cường đến lúc mòn thân, răng lần rụng lưng cong gối mòi. Nằm đi đứng đỡ nâng chống mươi chọi, thử nghĩ coi lao nhọc cùng chăng. Đoạn thứ ba ma bệnh làm nhân, đeo hành phạt xác thân ô quê.
Bởi thời thế chuyển xoay biến thể, thêm muốn ăn chẳng được điều hòa. Là nguyên nhân căn bệnh phát ra, thân trần trọc hôn mê nhất khi nhói. Cơn bệnh hoạn càng không tránh nổi, còn mang thêm tật nọ tật kia. Rồi từ đây đến lúc chia lìa, đoạn tử khổ thứ tư phân dài. Trên dương thế hữu hành tắc hoài, có sanh ra nghĩ khổ hay đâu trường. Trải bao phen dài gió dầm mưa, ngày kiệt sức quyền thân gần hấp hối tâm thần sao sắc, tri dân giới kinh sợ vô cùng. Rồi một lần đến lúc khi lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội phước. Nhiều phương thuốc ngừa sao trước, mà cũng không thoát lực khi tuần quần. Dầu ở nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng trôn lánh tử thần cho khỏi. Đoạn thứ năm nghĩ suy tìm tội, cầu chẳng thành những việc khi thích đi ham. Người trên đời ai cũng lòng tham, muốn phước thọ phẩm hàm tiền của. Nào vợ đẹp hậu sinh là lụa, không được thì bực tức khi ưu phiền. Cả tâm thần đều đứng đào điên, vậy có phải khổ hay là chăng? Đoạn thứ sáu biệt ly cay đắng, người bình thường bóng lại chia lìa. Khi khóc ơi than nước mắt khi đầm đìa, lúc trong nhớ ruột tầm chua xót. Ở thế gian mấy ai thoát nghi lọt, đỡ gia đình đeo đắm đi căn duyên. Cơn nguy nghèo thân thể trung chuyên, kẻ lưu lạc người chờ trong mày. Cuộc kỳ tan hiệp hiệp tan ân ấy, đến đi xong đời để lại sầu ương. Cái khổ này giàu lắm trí mưu, cũng chung chịu như người tâm tôi. Đoạn thứ bảy có quan tâm ơi hỏi, hễ thường nhà tất có ghét kỳ nhau. Thường tranh đua tiếng thấp lời cao, chẳng nhẫn nhịn thành ra cừu quan. Muốn tránh xa đừng trong tâm vàng, cứ gặp nhau mắt khi tựa kim chân. Làm cho người đau đớn âm thầm,
khổ như thế diễn ra mãi mãi. Đoạn thứ tám ưu sầu lo ngại, cuộc tan thương vô bể cánh trần. Nghèo thì lo một nỗi nợ nần, lo đau đói liễu cơm nhà rách. Buồn duyên số phận mình nhớ sạch, rầu gia đình chúng bạn khinh cười. Giàu thì lo chen lấn với người, miễn cho được đầy rương đầy tu. Của dương thế góp tôm bão thủ, sợ gián phi trộm cướp rình mò. Lo tức quyền cho được thơm tho, sợ kẻ khó thiếu tiền chăng trà. Ôi cả sang hẹn chẳng ai thông nghi thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say. Chẳng tu thân đặng giữa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen bao. Thần thức nhập thái sen tinh ni hảo, nên khỏi màng lo nỗi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ lao. Thế thanh tịnh thường không quyên não, hết lo toàn nắng lành gió mưa. Khổ bệnh kia bởi đó mà chưa, ta thoát cuộc lao đao vì nó. Đường sanh mạng Phật ta đồng họ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn. Tự thần kiên ơi đâu dám dắt hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử. Cuộc kỳ y thật muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Cả hai chúng thay đều vững chắc, toàn dân làm đâu có đắng đo. Dứt ái ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Chớ hòa thuận kể sao cho xiết, tâm đồng nhau thượng thiện vui dày. Cảnh như như chẳng có đổi thay, không mà biết phân chia nhân ngã. Sẵn vì ngôi rành phân thượng hạ, khỏi cổ cầu quan ghét gặp nhau. Thân tâm thường trú hết rác rào, chất thô trượt tiêu tan mất khi cả.
cõi tịnh độ lắm điều thanh, nhà khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn, chốn ta bà tím lụng dầu mòn. Mau thức đi tỉnh tu thân kẻo trễ đến tội rồi mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm đi lo con, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến năm chung quá lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tinh hận hờ, chừng qua đến nè cho khó tranh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh thì ráng phụng hành, kéo phụ Phật xương. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chung. Trong một nước nhân tài hữu dụng, mà kẻ tu hành đa phước thì nên quy đi trao thân tánh đi hành cho bền, niềm ơn nghĩa toan đền dứt đi nợ. Áo sen bao Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát Bồ Đề dừng chắc. Giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng. Thanh thất tình giữ vẹn đạo trung, trừ lục dục chớ cho ô nhiệm. Thập tam ma diệt bằng trí kiếm, rước đi xong rồi vô sự thành thơi. Biển hồng trần lao lý diệu dơi, xô đẩy mãi trong dòng ngủ trượt. Thân hôi tanh mũi rồi đón rước, tim nhọt ô ghẻ lá phong cùi. Đâu lúc nào toàn vẹn yên vui, là kiếp trước ta xin kể trước. Dòm việc quấy ngắm điều bảo, ngược mắt đi trong vào những chỗ đề hèn. Nào được xem cảnh báo đài sen, nghĩa tiếng trước giải ra như vậy. Trí dân dơ tưởng đó nhớ đây, thiết mưu kế toán bề thân thôi. Ghi thù quán chướng đều đáp ơi đối, nên ma phiền não trượt đắm sai. Chuyển luân trong nhân vật các loài, căn
mờ ám làm điều dại dột. Chúng sanh trượt ta đã kể nốt, còn thứ năm là mạng trượt nghi trung. Số giàu sang quả phước bằng cùng, giàu quá nguyệt thung dung cầu thà. Ưa đẹp mắt bên điều mới là sang quay quyền hối lộ gần xa. Nghèo ai vua bỡ đỡ nịnh tà, khó trộm cướp cũng là nhớ sâu. Nguyện cùng Phật dứt duyên trần câu, phải trừ thêm thập ác quyền thân. Khuyên nữ nam ơi suy nghiệm ân cần, ác nơi khẩu nhất là lương thiệt. Với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây. Khá chừa đi hương đảng bớt rầy, dùng sự thiệt giải bài tâm trí. Người chọn nhau tại mình giao gì, mà cũng không hướng được lợi danh. Sao rõ ra chúng lại ghét ganh, chiêu cảm quả bất lành thêm nữa. Á thứ nhị ý ngôn chất chứa đời cho người lầm lỗi xéo dài. Của tiền nhiều từ phụ rằng hay, chủ ý thế nhiếp xài kẻ dưới. Lắc leo chỉ có ba tấc lưỡi, quan ý khôn mà sát dân ngu. Nghèo ấy lanh láo sượt lu bù, ôi thay thế lòng đau tở cách. Khuyên ba tâm giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ dắt cái đường công. Dùng từ ngôn nói tận đáy lòng, dầu trên dưới cũng không mấy khác. Chúng vô phước đời này dốt nát, người khôn ngoan chỉ giận mới là. Lời trang nghiêm êm ái thốt ra, đừng bao biếm mới là nhân thiền. Tới ác khi khẩu thứ ba bài biện tiếng tục tăng thổ lỗ hăng. Nào chửi cha mắng mẹ năng xăng, chẳng kể đến lưng thường thảo yêu. Hâm đánh giết những người hẹn yếu hiếp, sớm chồm cô bác chẳng kiên. Trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thể kêu sang thần thâm. Chẳng kiên để Phật trời thương cầm, cõi đông cung mời thanh tối ngày
đời ám ô tội trạng thảm thai. Khuyên ba tâm ba già ráng bò, gương tổ phụ còn rối lại đó, sao không theo đệ nếp đi gia phong. Chư thánh thần đâu có mất lòng, mà kêu reo đông tây nam bắc. Mấy câu trên toàn là rồng rặc, những đàn bà kẻ khắc cháu con. Kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt ắt mang tai ắt lừa lời tiếng dịu dàng trong sạch. Khi thốt ra đoạn chánh hiện từ, tích thiện thì thường có phước kỳ dư, bằng tích ác quả ương đeo đắm. Ác giọng ngữ thứ tư cũng cấm, nói thêm thừa quyến hoặc đủ điều. Ghét người thời kiếm chuyện vợ thiêu, thương diện lẻ thấp cao bào chưa. Đời bất công mấy ai xem sửa, trên điêu hoa dưới chẳng phục tòng. Khuyên nhân sanh lấy lẽ chí công, mà ăn ở nói năng chân chất. Phật đi tự bi độ trong nhân vật, là luật kinh dạy rất kỹ tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn dướng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó sức. Người dương thế chẳng ưa bốc xước, Phật thần nào gần kẻ xáo ngôn. Đã tu hành đừng có bôn chung, tưởng hay giỏi khoe khoang tài cán. Người hiểu rành mới càng thêm chán, chỉ bằng ta bỏ lối trớ chiều. Nói với ai cũng phải lừa điều, đừng trao chát cho người khinh dễ. Ác tà dâm thứ năm càng tệ, chúa hồn mê chim đỏ thề thần. Làm đảo quyền tất cả quốc kỳ dân, tôi bất chánh hoàng cung dâm loạn. Tội lỗi diễn nhiều thảm mơ tràng, từ xưa nay trời đất đi đâu dung. Giàu của nhiều dâm hiếp bần cùng, quan lân thế dâm ô dân khó. Trai liệu lĩnh điều này nên đi bỏ, đừng phá trinh hại tiếc nữ nhân. Gái lặng lớn tiếng quyến lời đơn, qua có chủ đèo bồng tình mới. Cất tiếng
gọi nữ nam ơi hỡi, bỏ những điều điểm nhục tông môn, đứng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu gìn theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa nói, chỉ những mẹ hiền dâu thảo rồi truyền, niệm Phật mà gây lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống. Thờ Phật khi đạo tình cơn ác ơi mộng mơ thốt y bề đồ, thượng phóng uy quang minh, ráng hiểu rành tiếng kể lời kinh, ác thư sao ấy là đạo tặc. Lấy của người sắm ăn sắm mơ mặt, chẳng kể gì nước mắt khi mồ hôi. Phá lương dân già luôn bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật đi tập tành đủ thứ, nào đào tường khoét vết nghĩ quân đồ. Tội chặt chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi. Nay đốt quệ tự bi đã rồi, vào thâm tâm những kẻ gian phi. Hãy tu thân chừa thối vô nghị, của quy nghĩa làm chi sống truyền. Luật kỳ nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chi có ngày thông thà. Ác thứ bảy sát nhân gây giả, tánh hung hăng đâm chém chặt bầm, chất chứa đều hung dữ trong tâm, chờ đắp thế ra tay hạ sát. Giết đến đây đồng lòng rào rạc, gắm nhiều người bội bạc thâm ân, nào kể chi là đạo quân thần. Tôi giết chúa con đành sát kỳ phụ, lúc nguy cơ tớ mong hại chủ trò giết thầy, tội ấy đáng không. Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau sâu xé. Cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình nhân loại phân chia yểm bách. Giết sanh vật đầy lòng kiêu, cách tưởng rằng mình
như thế là quan. Khuyên ba gia ba tánh diệt đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Bớt giết vật đằng mà cũng mơ tế gầm thánh thần, đâu có tư riêng. Rủi ôm đau bởi tài căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều bao ác. Phải ăn năn phước điện tạo tác, lo thuốc thang khẩn giấy Phật trời. Nguyện sửa lòng ắt Phật giúp đời, xuân phước rộng từ bi hỷ xa. Đấng thần minh công bình trực giả, đâu ăn lo đói quả làm mai. Mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ấy cơ báo ứng. Chẳng biết thân còn con chưa, đừng quả bất lành chưa trả dai thêm. Cầu cho đời sống lặng gió im, đặng ba tánh an nhàn tu niệm. A thứ tam là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế một mình. Tham nhà cao cửa rộng thân vinh, tham giường ruộng cò bay thẳng tiếng. Thấy của người thèm khô nước miếng, tình làm sao lường gạt lấy đi. Sẵn tôi tham bất cứ chuyện gì, dầu xấu tốt cũng là dồn chưa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy, sữa của thế trần như mật dính dao. Trẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường dương nạn yêu, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Lúc đi tận số nằm trơ một người xác, gắm kim tiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dài, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt lo dung trồng, cõi phước về sao. Muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí diệt lòng ích kỳ. Tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làng mây. Thân ta còn rài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Ác thứ chính hận sân luận tiếp, lửa
trong tâm chẳng đố quý mà lừng. Nói lôi định đâu có định chừng, cho ta biết mà con giữ trước. Tâm sân nộ thường làm bảo ngược đến loài người ở cõi thế gian. Giận hờn nhau thù oán dậy tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Hơn tự đắc khoe khoan giọng sức, phải bị người hiểm khích ghét ghê ganh. Thua hổ ngươi làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ oan oan tương bao. Trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỷ như con cọp giữ trên rừng. Gặp thịt con câu xé từng bừng, phân từ mạnh mới là thỏa già. Diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh đi khoan dung. Thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuân. Già nhân nhìn đừng ham tranh luận, khỏi mất cái lòng tất cả mọi người. Tâm thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Ác thứ mười đoạn chót mê si, nguyên tâm tối từ hồi vô thì. Màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận nguy làm chân. Lo quyện thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, bình rinh đời cực khổ tan thương. Khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Diệt mê si phải nương thuyền giác, muốn diệt làm chính trực khôn ngoan. Đừng bà đâu tin bướng nghe càng, làm ngu muội đỏ thân uổng kiếp. Ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lòng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho. Trồng cây lành dĩ quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Dầu ai có cười ta khờ cật, cũng đừng phiền sao lãng chân tâm. Mong tiếng kêu thấu đến tòng lâm, cùng thiện tinh ba gia hưởng ưng. Muốn Phật giáo từ đây bền vững, đừng riêng lo lợi dưỡng một mình. Nếu suốt kia
phải hy sinh, cả vật chất tinh thần lo đào. Chớ giả dối mà mang sắc cơi áo, mượn bồ đề chối hột lệ người, làm cho dân khinh dễ ngạo cười. Tội lỗi ấy luật nào dung thư, tu còn ham trái to đám mơ bự, đặng thế gian dừng cúng bạc tiền. Dối rằng lo tu bổ chùa chiền, mà làm của xài riêng cho thỏa. Bảo làm sao dân không sai ngã, nghe lời rồ tông nọ phái kia. Cả tăng đồ trong nước chia lìa, riêng pháp bảo riêng chùa riêng Phật. Trong ba tánh sầu thành chất ơi ngất, mãi nghĩ nàng chẳng biết gì đàn nào. Lòng mến yêu chẳng nề không lao, mượn bút mực đôi lời trần thuyết. Tùy thiện tính hiểu ta giả thiệt, làm hay không chẳng gian ép này. Nguyện mười phương chư Phật đau lai, đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát. Kệ đêm thanh ơi nguyệt giữa kề, nhìn xem thế sự não nề tâm can. Từ ta nương chốn Phật đàn, dứt tâm trần câu chẳng màng vinh quê. Trần quang thiên tính còn mê, thêm lời dục thúc gọi về đàn tu. Dốc lòng dạch ngút mây mù, đăng diệu ba tánh đường tu chen vào. Lời thầy càng tỏ âm hào, để truyền hậu thế vàng thao lọc lừa. Tu cầu thuận gió hòa mưa, an hòa nhân vật phước thừa trời ban. Tu cầu thoát chốn gian nan, cầu trong chữ quốc chữ ban giàu hòa. Tu cầu yên nước lợi nhà, cửu quyền thất tổ diêm la thoát hình. Tu cầu Phật quá tâm tình, lưới mê chẳng buộc nghe mình tiêu dao. Tu cầu cửa Phật đắng vào, gót sen thông thả xiết bao thanh nhàn. Tu cầu bệnh tật tiêu tan, từ bi xa Phật ban phép lành. Tu cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lợi lành hẳn. Cõi trần đừng đắm
lập lè sắc hương, tu cầu trăm họ hiền lương, đồng thanh niệm Phật tay hương chẳng còn. Tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền, tu cầu thoát khỏi xích xiềng, vừa kề chân Phật xa miền trần lao. Tu cầu chống hết bình đau, gặp đời bình trị xiết bao vui dày, mắt nhìn chư Phật đông dày, thành vàng điện ngọc trò thầy đăng tiên. Ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời khuyên thiên lòng liền phát tăng. Tu cho rõ mối quyền thâm, quy đầu Phật Pháp khỏi lâm tai nàng. Phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì, chi bằng ăn ở nhu mì, nghe lời Phật thâm kính vì người trên. Hiếu trung lòng chớ dội quên, sống lo trọn đạo thác lên tiên đài. Nam mô miệng niệm hằng ngày, lánh lời vua Mỹ học rài kể kinh. Trao tâm luyện tâm cho mình, chuyện lo niệm Phật sửa mình cho chân. Lòng tai nghe rõ tiếng đờn, không dây không phím quán hờn cũng không. Đợn tay rồi lại đợn đông, trách trong ba tánh gặp sông quên nguồn. Phàm trần như chỉ rối cuồng, mà còn sai đắm theo tuồng lặng lơ. Lời lành mắt lấp tai ngơ, đua theo vật chất hấn hờ đàn tiên. Hô sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến lúc chúng khiến quan tài. Nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đêm rài hầu non. Chỉ có tội phước hỡi còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đó nhiều ngày thảm thế. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính toan. Ngày nay sớm đến Phật đàn, tu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắt nẻo dài khốn luân hồi. Thấy đời khó nổi yên ngồi, thêm lời thầy nhắc một hồi thấp cao. Nữ nam muốn rõ âm hao, ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Ngôn
tử đạo hành ni thầy khuyên. Hành đức ân cần ráng tập mà chuyên. Thất tổ cửu quyền nơi chính xuôi mỉa mai xa lạnh sáu đường ngờ duyên. Vô thượng thầm thâm dị ý truyền, danh ngôn chép để rạch đàn tiên. Cứ gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ xuất văn từ.